Cô dâu 63 tuổi Thu Sao lại bất ngờ thông báo đã nhập viện để điều trị méo miệng, khắc phục hậu quả thẩm mỹ thất bại. Suốt 2 năm nay, rất nhiều thành viên mạng quan tâm theo dõi một người phụ nữ lớn tuổi tên Thu Sao, được cộng đồng mạng đặt cho biệt danh là cô dâu 63 tuổi bởi đám cưới kỳ lạ với một thanh niên 28 tuổi cùng địa phương. Bất chấp dư luận bàn tán đủ điều xoay quanh sự chênh lệch tuổi tác của đôi vợ chồng người Cao Bằng, cả hai vẫn thoải mái bày tỏ tình cảm với nhau, thường xuyên cập nhật cuộc sống hôn nhân lên mạng xã hội. Bất kỳ động thái nào của cặp vợ chồng đũa lệch cũng thu hút sự chú ý của vô số người, từ nghi vấn rạn nứt cãi nhau cho đến chuyện chú rể trẻ Hoa Cương hộ tống người vợ đáng tuổi bà mình đi phẫu thuật thẩm mỹ, tất cả đều khiến dân tình bàn tán không ngớt. Cách đây khoảng 3 tháng, cô Thu Sao tiếp tục trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội bởi sự kiện đi căng da thẩm mỹ. Sau khi căng da mặt, Thu Sao đã phải băng bó suốt nhiều ngày và thường xuất hiện với diện mạo mệt mỏi. Đặc biệt, phần miệng của cô không tròn vẹn như ban đầu mà có phần hơi bị lệch. Thu Sao xuất hiện trên livestream với hình ảnh băng bó đầy mặt khá đáng sợ, rồi sau đó gặp biến chứng dẫn đến méo miệng, khiến dân tình không thể nhận ra cô dâu mặc váy cưới sóng đôi bên chàng thanh niên Hoa Cương ngày nào. Phần mắt của chị cũng bị kéo chảy xệ xuống, khiến nhiều người bày tỏ thất vọng khi nhìn thấy hình ảnh này. Hình ảnh mặt mũi biến dạng của Thu Sao kéo dài suốt nhiều tuần. Tuy cô không nói ra lo lắng của mình, nhưng ai cũng hiểu cô dâu U70 không có tâm trạng vui vẻ gì. Vợ chồng Thu Sao Hoa Cương cũng phải đối mặt với vô số lời đồn đại. Thậm chí có người tung tin cô dâu 63 tuổi chết do dao kéo, khiến người thân gia đình chị hốt hoảng, sợ hãi. Mới đây, liên quan đến ngoại hình bị biến dạng của mình, chị Thu Sao đã thông báo mình quyết định vào viện gặp bác sĩ chuyên môn để chỉnh sửa lại về gương mặt cũ. Cô dâu 63 tuổi chia sẻ với mọi người trên trang cá nhân rằng may chị đi khám nhanh, bác sĩ nói để lâu là méo cả đời, ơn trời. Có vẻ như cô dâu 63 tuổi đang rất cố gắng để lấy lại nhan sắc cũ của mình. Dù sao thì thời điểm mới kết hôn với chú rể Hoa Cương, trông chị cũng tươi tắn trẻ trung hơn bây giờ gấp vài phần. Sau khi chính thức làm đám cưới với Hoa Cương, chị Thu Sao đã không ít lần mạnh tay chi tiền để làm đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ. Loạt hành động này đã khiến chị liên tục trở thành chủ đề thị phi trên mạng xã hội, nhưng Thu Sao đã thẳng thắn trả lời rằng mình dao kéo chỉnh sửa không phải chỉ vì chồng. Không phải tôi lấy chồng trẻ mà đi phẫu thuật để cân xứng với chồng đâu, mà là tôi đam mê cái đẹp và luôn muốn đẹp. Dù không lấy chồng trẻ tôi vẫn sẽ đi căng da mặt, vì tôi tin vào công nghệ bây giờ. Với lại chắc mọi người cũng biết là tôi từng có một đời chồng. Thời điểm anh ấy mất vì ung thư, vài tháng sau mẹ đẻ tôi cũng qua đời, thì tôi suy sụp chẳng còn thiết tha gì đến bản thân. Mãi sau này khi lấy anh Cương rồi thì mới nhuận sắc trở lại được một chút, do đó mà tôi muốn bản thân được đẹp trở lại thôi. Thu Sao cũng tiết lộ chồng không cho mình đi thẩm mỹ nữa bởi biến chứng thẩm mỹ khiến anh rất lo lắng cho sức khỏe của vợ. Tôi có tìm hiểu là làm thẩm mỹ sẽ bị giảm tuổi thọ, nhưng chưa tìm đến đoạn sẽ bị như thế này. Nếu biết trước thì chắc là tôi cũng sẽ không làm đâu. Với lại tôi cũng tham khảo mọi người làm thì thấy đẹp, không hiểu sao khi đến lượt mình thì lại bị như thế này nữa.